sinh nhật đôi của lệ quyên và quý tử tiệc ở nhà hàng view sông sang chảnh lâm bảo châu nói một câu ghi điểm được sinh ra và lớn lên trong một gia thế xịn sò có bố là doanh nhân nước tiếng mẹ là ca sĩ hàng đầu về beat nên kỳ anh con trai chung của lệ quyên và đức huy đã có cuộc sống đúng chuẩn ngậm thìa vàng từ lúc nhỏ giờ đây dù đã ly hôn nhưng cậu bé vẫn luôn được bố mẹ quan tâm và yêu chiều hết cỡ vào tối ngày 11 tháng 4, trên trang facebook cá nhân lệ quyên đã tung ra loạt ảnh mới nhất trong bữa tiệc đón sinh nhật của mình và cả con trai cưng có thể thấy bữa tiệc sinh nhật này của hai mẹ con được tổ chức ở một nhà hàng có view sông cực sang chảnh trong khi lệ quyên diện cả cây đồ hiệu và sách chiếc túi da cá sấu bạch tạng gần như đắt nhất thế giới thì ký anh lại được dịp cho bạn bè thoải mái chơi đùa trên du thuyền trong bữa tiệc hoành tráng này còn có sự xuất hiện của lâm bảo châu trong khi con trai cương đang chơi đùa cùng hội bạn thì lệ quyên và tình trẻ cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tình tứ hết cỡ đặc biệt lâm bảo châu cũng không quên gửi lời chúc mừng ngọt ngào hai mẹ con sinh nhật vui nào cheers ngay sau đó nữ hoàng phòng trà cũng đáp lại cả nhà ta cùng chiêu thôi